Lời đầu tiên, cho phép Thư Hường xin được gửi lời chào trân trọng nhất của người Quan Họ tới toàn thể các bạn yêu quý làn điệu dân ca Quan Họ Bắc Bắc Ninh. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em bài Lóng Lánh. Bài hát Lóng Lánh này, các em có biết của cụ nghệ nhân nào không? Nguyễn Đức Xôi. Của cụ Nguyễn Đức Xôi đúng không? Ở làng nào? À đúng rồi. Và bài đối của bài Lóng Lánh là bài gì nhỉ? Thuyền Thúng. Thuyền Thúng, đúng rồi. Hôm nay cô cho mình lại tiếp tục bài Lóng Lánh. Bây giờ cô sẽ dẫn mẫu cho các em nghe chủ đề. Lóng lánh đi là lóng ơi à lánh ơi, mắt đi người là người lóng lánh đi cùng rằng như sao là sao trên trời là cô sẽ dạy các em hát từng câu một. Là
như sao. Hát lại lần nữa nào. Một, hai. Là người lọt lánh nghĩ ở cùng rằng như sao. Đúng rồi, các em hát từ đầu nhé. Là hồng lánh nghĩ là. Một, hai. Là hồng lánh nghĩ là. Là chữ em có nhớ người.
Là chữ em có hoa
Một, hai. Lùng liêng là lùng ơi à liêng ơi. Nghe cô hát lại nào. Lùng liêng là có chữ y cơ mà. Nhớ. Nào, một, hai. Lùng liêng là lùng ơi à. Tiếp nhé.
Love.
rồi. Bây giờ nghe học tiếp sang chỗ ra nhé. Phú đi à, đi tìm quý hương rằng là bạn tiên đi, là tiên đi trời bời, là chữ em hoa vời người đó. Đã đang đổi.
đúng chưa? Nào, là chữ em có với người. Một, hai. Là chữ em có với người. Nỗi đau Hãy subscribe.
Vừa rồi cô đã hướng dẫn xong các em bài Lóng Lánh. Xin hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.